Gần lá nó có cái kim tuyến tự nhiên ánh cái gần này lên. Lấp lánh ha. Dạ, đó, dạ. Cái này là lá non nó sẽ ra màu này. Lá cứng lại á thì nó sẽ đổi màu. Đấy, các bạn có thể thấy là lá cũ lá mới nó cuốn lại ha. Pink spot thì nó chỉ có hai màu thôi. Màu hồng và màu xanh, và màu sắc của nó khá là nổi bật. Thì khi mà mình đưa vào cái cảnh quan á, nó sẽ tạo nên những cái mảng. Cây này thì mới hỏi mình là những cái này sao con lấy kéo con cắt ra hết vậy. À, này mình mới nghe cỏ chia sẻ nữa biết, mình cứ tưởng là cái lá nó lúc nhỏ ra là lá rụng lỗ rồi nha các bạn. Và về cái câu chuyện của cái lỗ này thì theo mình tìm hiểu đó, sống ở dưới tán cây khác á, thì nó sẽ bị những cái cây lớn nó che hết cái ánh sáng đi. Nhắm xàm luôn. Dạ. Rất là giống nhựa. Giống nhựa. Nó gọi là cái hồ cá coi nhà nghèo, mà mình thấy cá nó vẫn phát triển và vẫn khỏe, cũng khá là dạn người. Chắc cái dòng cây cuối cùng là cái dòng này. Hello, mình là Nam Ngô, còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, mình đang có mặt ở showroom kiển lá của bạn Cỏ ở đây ha, số 553 Sô Viết Nghệ Tỉnh, phường 26, quận Bình Thạnh. Thì có gì anh em ghé đây chơi cà phê ngắm cây cảnh, rồi lựa coi có cây nào phù hợp với cái gia đình của mình thì đem về để làm tăng cái chất lượng của cái không khí, của cái không gian của mình ở lại thì rất là tuyệt vời luôn. Thì sẵn có bạn cỏ ở đây thì bạn Cỏ sẽ dẫn mình đi giới thiệu từng cái loại cây cũng như cái tính ứng dụng của nó, cách chăm sóc rồi như thế nào để cho mọi người có thể tiện để mà chọn lựa về nhà mình ha. Dạ, ok. Rồi, xin chào anh Nam Ngô, xin chào tất cả các bạn. Thì ở trong showroom kiển lá thì có rất là nhiều loại cây. Thì ở đây bao gồm những cái loại cây truyền thống của Việt Nam cũng có, và những cái loại cây mình sưu tầm từ bên nước ngoài về cũng có. Thì những cái chủng loại cây rất là đa dạng. Ví dụ như các bạn sẽ thấy ở đây là những cái dòng cây lá nó thòng xuống. Thì những cái cây này gọi là Anthurium vitarifolium. Đặc điểm của nó là lá nó sẽ thòng xuống, nó che cái phủ chậu. Và cái chiều dài lá của nó có thể dài tới khoảng độ 1m2, 1m3. Wow, 1m2, 1m3 luôn. Này mới 60 à, còn gấp đôi nữa các bạn. Thì khi mà cái lá mới ra thì nó khá là mượt. Rất là mượt và nó khá là lạ như thế này. Người ta chơi kiển lá người ta còn tính tới gân lá đồ này nọ nữa. Đúng rồi. Thì những cái cây kiển lá thì thực ra bình thường thì cái hoa nó không có đẹp. Đây là một cái hoa của nó này. Thì nó không có, thường thường hoa nó không có đẹp, nhưng mà cái lá nó sẽ là quanh năm. Đó, khi mà cái hoa của nó được thụ tinh thì nó sẽ ra những cái quả như thế này. Thì khi mà quả nó chín á thì nó sẽ rụng, và khi mà rụng gặp cái điều kiện phù hợp thì nó sẽ ra những cái cây con. Đây là cái hoa. Cũng hay ha. Thì những cái loại kiển lá đa phần là cái lưỡng tính, thì trên một cái cây nó sẽ có hoa đực hoa cái. Và nó sẽ thụ tinh trên cùng một cây luôn cũng được. Đây là những cái cây dương sỉ. Thì dương sỉ là một cái loại cây đề co khá là phổ biến ở Việt Nam. Thì những cái cây này nó có một cái đặc tính là nó đặc tính là rũ. Thì khi mà mình treo ở những cái không gian thì nó sẽ tạo nên những cái điểm xanh mát. Thì đặc điểm của dương sỉ là nó là một cái loại cây ưa sáng nhưng mà lại cần tưới nước nhiều. Ví dụ như các bạn thấy nếu như mà mình tưới ít nước thì thường thường cái cây nó hay bị vàng lá như thế này, nó bị thiếu nước. Và cây này chúng ta sẽ thấy rất là tự nhiên trong những cái khu mà rừng rậm là tự nó mọc ra rất là dày luôn, tự nhiên luôn. Và cây này là một cái loại cây như là cổ đại phải không ta? Từ hồi xưa là nó đã rất là lâu đời rồi. Đúng rồi. Các bạn sẽ thấy là ở trong môi trường tự nhiên ở Việt Nam rất là nhiều loại dương sỉ và cũng có nhiều loại rất là đẹp. Thì mục tiêu mong muốn của mình về trong tương lai đó là mang những cái giống dương sỉ đó mình nhân giống lên và mình sẽ đưa vào ứng dụng trong những cái cảnh quan ở thành phố. Đó, cũng là một loại dương sỉ nhưng mà đây là một cái cây dương sỉ thòng. Đó, mình sưu tầm được thì cái loại này có thể dài tới 3-4 mét. Wow. Thì nó rất là... em nhìn bên kia đó. Có bụi nó xum xê. Thì đây là cái cây mẹ của nó. Cái mẹ hả? Cái mẹ rồi, em chiết ra. Dạ đúng rồi. Đây. Đây là một cái cây dương sỉ thòng. Lá hiện tại của nó bây giờ đang khoảng độ 2,5 mét. 2,5 mét. Dạ. Bình tráng ha. Dạ. Thì bên cạnh đó có một cái dòng cây cũng em cũng rất là ưa thích, đó là Anthurium. Thì trong cái Anthurium á, nó sẽ có nhiều loại khác nhau. Ví dụ như đây là một cái cây Anthurium
Crystal Silver Plus. Đó. Thì đặc điểm của nó là cái gân nó rất là sáng. Thì khi mà mình đưa vào cái không gian thì nó sẽ khá là nổi bật. Cái thứ hai là trên cái gân lá nó có cái kim tuyến tự nhiên. Đúng rồi, ánh nắng. Dạ, thì nó khi mà vào cái môi trường mà ít sáng thì nó sẽ ánh cái gân này lên. Lấp lánh ha. Dạ, nó lấp lánh khá là đẹp. Đó là cái dòng Anthurium. Thì Anthurium là cái cây nó cực kỳ phù hợp với lại cái môi trường sống hiện đại, tại vì nó không cần nhiều ánh sáng. Cái thứ hai là cái sự phát triển của nó chậm theo thời gian, có nghĩa là nó cũng không có giống các loại cây là nó bung một cái là nó to hẳn lên, mà nó phát triển theo dạng bụi giống như một cái cây như thế này. Nó nhảy lá. Nhảy lá đúng không em? Đúng rồi, nó nhảy lá thì nó sẽ thành một cái cây như thế này. Đẹp chưa? Đó. Thì nó sẽ không có chiếm cái không gian của mình. Lá là giống lá ha, bồ đề ha. Dạ. Cây này gọi là Anthurium clarivonium. Thì cái đặc điểm của nó là lá nó hình trái tim. Và trên cái nền lá đen thì nó sẽ có những cái gân sáng. Đẹp quá, cái gân đẹp quá. Cái này là lá non nó sẽ ra màu này hay sao? Dạ, lá non thì nó sẽ ra cái màu này. Xong đến lúc mà lá cứng lại á thì nó sẽ đổi màu. Và cái màu này. Này ra xanh rêu quá, nhìn ngoài là ra xanh rêu quá. Dạ. Thì đây là những cái cây em thấy nó khá là phù hợp với lại cái không gian ở thành phố. Thì Anthurium thì nó có rất là nhiều loại khác nhau. Và đặc điểm của nó là nó có thể lai chéo giữa loại này với loại kia. Cho nên là khi mà về Anthurium á, thì ngoài những cái giống chính thống thì nó rất là nhiều cái loại lai với nhau. Thì nó cực kỳ đa dạng luôn. Và khi mà mình sưu tầm những cái loại cây này và mình lai chéo thì mình sẽ tạo nên những cái giống cây rất là lạ và chưa ai từng có. Bây giờ lai chéo ở bên động vật thì anh biết rồi, còn cái lai chéo bên cái thực vật và cụ thể là kiểng lá này thì mình lai chéo là nó sẽ làm như thế nào ta? Dạ. Lai chéo thì mình sẽ lấy phấn của cây này. Lai mình quệt với lại cái hoa của cây kia. Dạ. Thì nó sẽ là cái hoa của nó. Dạ. Đúng cái rồi. Phấn nó nằm ở đâu ta? Đây này. Đó, cái phấn nó sẽ ở cái đầu hoa đó. Đây hả? Nó phấn đây. Phấn trắng này. Phấn trắng là mình lấy dụng cụ rồi mình chét qua anh đây lại. Dạ đúng rồi. Mình có thể dùng tay hoặc là mình có thể là dùng những cái chổi quét sơn đó. Quét qua. Thì nó rất là hay. Hay ha. Thì khi mà lai nó sẽ tạo nên những cái hình thù rất là khác nhau này. Đó. Những cái cây lai hình thái nó rất là khác. Cái màu này cũng độc ha, màu này đẹp à. Màu này sang. Đây là một cái loại cũng khá là lạ. Cái cây này gọi là cái cây ổ rồng. Ổ rồng. Dạ, ổ rồng. Thì đặc điểm ở trong tự nhiên á, là nó sống ở những cái nách của những cái thân cây lớn. À, cái nách. Dạ. Thì bắt đầu cái lá nó sẽ có một cái lá chắn nó bao phủ cái thân cây. Và khi mà cái cây này á nó sẽ phát triển những cái lá chắn mới, những cái lá xanh xanh này là lá chắn mới này. Đó. Thì nó sẽ bọc cái lá chắn cũ. Thì cái khi mà nó bọc thành nhiều lớp như vậy thì nó sẽ giữ được những cái chất dinh dưỡng cũng như là giữ được ẩm ở phía bên trong để giúp cái cây nó phát triển. Đây các bạn có thể thấy là lá cũ lá mới nó cuốn lại ha. Dạ. Nó thành một cái gọi là làm sao ta? Giống cái bánh giống cái bánh dày vậy đó, nhiều lớp lá. Bánh nhiều lớp lá vậy đó. Gói lại đó. Dạ. Đó. Này là dạng thân leo ha em. Dạ. Đây là một cái cây dạng thân leo. Đó. Khá là đặc biệt. Thân leo này thì mình dùng cái ống nước rồi mình quấn cái giớn này để cho nó leo lên hả? Dạ. Thì thân leo này thì mình sẽ để mà nó phát triển tốt nhất thì mình nên có một cái chỗ để cho nó bám vô. Dạ. Và nếu mà cái chỗ bám đó mà nó có thể hút được chất dinh dưỡng hoặc là nước á, thì nó sẽ giúp cái cây nó phát triển tốt ở cái phần ngọn. À, có nghĩa là cái phần giớn này mình cũng sẽ bơm dinh dưỡng vô đây. Dạ, tưới dinh dưỡng vô đây. Những cái lá nhỏ nhỏ nhưng mà nó khá là ấn tượng để mình có thể trang trí những cái tetarium của mình. Đây em zoom vô chút xíu thấy nó óng ánh luôn á. Dạ. Mình đi coi show rồi mình cũng hạn chế đụng vô cái lá, khi cái tay người mình đụng vô cái lá nó có bị ảnh hưởng gì không ta? Dạ. Thực nóng quá. Dạ. Đây cũng là một cái dòng thân leo, tên nó là Philodendron majestic. Thì đặc điểm của nó là trên lá nó sẽ có những cái mảng
trắng trắng bạc bạc. Thì trả lời câu hỏi của anh Nam Ngô á, thì thực ra những cái lá non mới ra thì nó sẽ hơi mềm, cho nên là nếu như mà mình tác động mạnh á, hoặc là những cái vật gì mà sắc nhọn mà chạm vô thì nó sẽ dễ bị rách. Còn nếu mà mình chạm nhẹ thì không sao hết. Đây là một giống như người ta gọi là cẩm thạch hay gì này đúng không? Nó chưa hẳn là cẩm thạch, tại vì nó chủ yếu là nó là cái mảng silver thôi. Thì cái cây này cũng là một cái dạng lai. Lai giữa hai cây với nhau nó ra cây này. À, những cái cây này mình xem những cái tấm hình của anh em bên kiển lá chụp hình với cái cái ánh sáng đồ vô này nọ sẽ thấy những cái đường gân nó rất là hùng vĩ luôn. Đúng rồi, rất là đẹp. Qua camera này nhìn cũng thấy đẹp rồi nè. Đây cũng là một cái chậu anthurium. Chậu này thì cũng hay. Đây. Đây cũng là một cái chậu cây anthurium. Khá là hay. Thì cái cây này mình nhập từ Indo về. Thì cái các bạn sẽ thấy là về kiển lá đó thì nó sẽ thường thường nó sẽ có hai cái đặc điểm chính. Một là cái hình thái lá nó sẽ hơi đặc biệt, hơi lạ lạ. Hai là cái gân lá. Thì mình sẽ thường thường người ta sưu tầm cái cây là một là màu sắc, hai là cái hình dạng của lá. Những cái cây này thì người ta thích ở cái hình dạng. Còn cái này là ta chơi gân. Này ta chơi gân. cái đường gân của lá hả em ha. Còn này là cái hình dáng của lá, này là hạt hạt kiểu không ta? Cái cây này hả anh? Cái cây này tên gọi ngắn của nó gọi là Anthurium butterfly. Tại vì nó hơi giống một cái bướm. Con bướm. Giống con ngài á, giống con ngài hơn. Đây là một cái cây quốc dân này. Cây quốc dân. Cái cây này gọi là Pinatum albo. Thì gọi nó là một cái cây quốc dân vì thứ nhất là nó là một cái dòng va hay là còn gọi là đột biến. Nhưng mà giá nó rẻ. Ví dụ như cái chậu cây này thì giá nó chỉ có khoảng độ 100 đến 120 nghìn thôi. Thì nó rất là rẻ và khi mà có những cái mảng đột biến này thì nó cũng rất là thú vị. Như các bạn thấy này, cái đây là cái lá đầu tiên của nó thì cái màu sắc của nó rất là đặc biệt, nhưng mà đến cái lá thứ hai thì nó không hoàn toàn, nó không có giống cái lá thứ nhất. Nó là mỗi một chiếc lá là một cái hình thể khác nhau luôn, chứ không có trùng lặp luôn. Đây là gọi là cái cây quốc dân. Cây quốc dân luôn. Dạ. Ồ, có cái lá màu hồng nữa kìa. Dạ. Thì đây là một cái cây cũng rất là khỏe. Nhưng cái cây này hầu như là mình rất là phải ít chăm sóc nó. Thì cái cây này tên của nó là Sigonium Pink Spot Tricolor. Tricolor ở đây là nó là ba màu. Như các bạn nhìn thấy này, ở trên lá nó sẽ có màu trắng này, màu xanh, màu hồng, gọi là ba màu. Thì cái cây này cũng khá là đặc biệt. Như bình thường cái cây Sigonium Pink Spot thì nó chỉ có hai màu thôi, màu hồng và màu xanh. Nhưng mà cái cây mà nó có thêm màu trắng này thì nó sẽ khá là độc đáo hơn một chút. Ba màu luôn, ba màu trên một cái cây luôn. Ba màu. Đẹp, màu hồng là đẹp á. Hồng xanh. Hồng hôn. Rồi đây, cây này đi. Chắc nhiều người chưa biết. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là mình có rất là nhiều cái cây màu nó khá là rực rỡ. Thì những cây này gọi là những cái cây dứa màu Nam Mỹ. Thì đặc điểm của cái cây dứa màu Nam Mỹ là gì? Nó không cần phải nhiều dinh dưỡng, cũng không cần phải có giá thể, mà nó vẫn sống rất là tốt. Và màu sắc của nó khá là nổi bật. Thì khi mà mình đưa vào cái cảnh quan á, nó sẽ tạo nên những cái mảng tường hay là những cái góc cây nó khá là đặc sắc cho một cái không gian. Nó ấm, nhìn nó ấm hơn. Dạ, đúng rồi. Trên cái mảng xanh này nó có này nó ấm lên. Dạ. Cái dứa này nó có trái không ta? Cái dứa này thì về trái thì em cũng chưa có thấy trái bao giờ, nhưng mà em nghĩ là với những cái cây trong tự nhiên thì khả năng là nó vẫn có thể là đâm hoa và kết trái như bình thường. Đúng rồi. Dạ. Mình trồng kiển lá này anh thấy chậu nào cũng có những cái hộp xanh xanh đó, thì cái chế độ về phân bón nước đồ của nó mình có cần lưu ý nhiều không ta? Dạ. Thì về kiển lá đó thì về cái nhu cầu dinh dưỡng của nó không có cần nhiều.
Và đặc biệt là những cái cây trong nhà thì thường thường em hay sử dụng những cái phân tan chậm. Thì cái đặc điểm của cái phân tan chậm này, thứ nhất là nó rất là đều, cái thứ hai là nó không có mùi gây khó chịu. Cho nên là thường thường trong nhà thì cứ một chậu cây một tháng mình bón đâu đó khoảng một thìa cà phê nhỏ, cái phân tan chậm này là ok rồi. Thường thường là mình sử dụng cái này. Còn đây là một cái cây cũng khá là quốc dân của kiểng lá, nó là một cái cây Monstera hay còn gọi là cây trầu bà Nam Mỹ. Thì các bạn nhận thấy là những cái lá đó thì khi mà nhỏ đó thì nó sẽ chưa có lỗ và xẻ, nhưng mà khi mà lớn dần lên thì nó sẽ xẻ và nó sẽ có lỗ. Mà tự nhiên hết luôn. Đúng rồi, tự nhiên hết luôn. Thì hay. Thì cái cây này nó có câu chuyện khá là vui là ba mình ngày xưa mà ở dưới quê lên á, thì mới thấy những cái cây này thì mới hỏi mình là những cái này sao con lấy kéo con cắt ra hết vậy. Thì đúng là nếu mà nhìn thì cái hình thái lá nó khá là đặc biệt. Đúng rồi. À, này mình mới nghe cỏ chia sẻ nữa biết, mình cứ tưởng là cái lá nó lúc nhỏ ra là rụng lỗ rồi nha các bạn. Cái loại mà nó có những cái lủng lỗ này thì mình biết rồi, nhưng mà mình tưởng là mới cái lá mới nó đã lủng lỗ, nhưng mà không phải ha, nó còn nhỏ, như kể cả cái lá này nó cũng chưa có lỗ nè. Lớn hơn chút xíu nữa là tự nó tạo ra những cái lỗ này luôn. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, rất là hay. đây này. Như các bạn thấy đây là một cái cây lá trưởng thành thì nó sẽ có cái hệ lỗ tự nhiên. Và về cái câu chuyện của cái lỗ này thì theo mình tìm hiểu đó, thì những cái cây nhiệt đới này thì ở trong những cái rừng nhiệt đới đó thì nó sẽ sống ở dưới tán những cái cây khác. Thì nếu như mà sống ở dưới tán cây khác á, thì nó sẽ bị những cái cây lớn nó che hết cái ánh sáng đi. Nó chỉ lấy được một cái phần ánh sáng rất là nhỏ thôi. Thì những cái lỗ này nó sẽ giúp cho ánh sáng nó xuyên qua. Đó, nó xuyên qua những cái lá phía trên thì những cái lá ở phía dưới nó sẽ có được hưởng. Đúng rồi, thì nó lá ở phía dưới nó cũng sẽ hưởng được một cái phần ánh sáng để giúp cái cây nó phát triển tốt. Thì mình nghĩ đây cũng là một trong những cái về chọn lọc tự nhiên. Những cái cây nó có những cái đặc điểm này thì nó sẽ tồn tại. Những cái cây mà nó không có cái khả năng thích nghi thì có thể đào thải hoặc là bị tuyệt chủng. Rất là hay luôn ha anh em ha. Phải nói là thiên nhiên là rất là kỳ thú luôn. Luôn có con đường sống cho mọi loài sinh vật. Và tự thiên nhiên họ có những cái cách để mà cho nó vận hành như vậy. Rất là hay luôn. Đây cũng là những cái mẫu lá mà cái màu sắc rất là độc đáo. Thì ở đây là những cái cây nó gọi là Alocasia. Thì nó có rất là nhiều loại khác nhau. Ví dụ như cái cây này thì gọi là cây rồng xanh. Rồng xanh. Hay là còn gọi là Dragon Scale. Cái cây này thì lá nó bạc hơn, người ta gọi là rồng bạc. Còn cái cây này như anh Nam Ngô thấy là cái lá nó khá là đặc biệt. Anh sờ thì anh sẽ thấy nó giống như là nhựa vậy đó. Đó. Như nhựa. Nó gọi giống như những cái mu rùa, rất là cứng. Cái cây này gọi là Alocasia melo. Em coi cái gân lá này rất là đặc biệt luôn ha. Dạ. Rất là đặc biệt luôn. Dạ. Da nó cảm giác là nó nhám xàm luôn. Dạ. Rất là giống nhựa. Dạ, giống nhựa. Nó cũng thuộc họ rồng. Còn đây là một cái cây rất là ấn tượng đối với mình. Đúng đó rồi. Là cái cây Alocasia Jacqueline. Đó. Quá đẹp. Thì cái lá của nó rất là có những cái gân nó rất là ấn tượng. Cái xanh. Thân ở dưới nó cũng đẹp đó các bạn. Cái thân của nó cũng gọi là Khá là đặc biệt. Khá là đặc biệt á. Chứ không phải là nó thân xanh giống vậy không ha, mà thân này. Này là Alocasia Jacqueline. Hiếm không ta? Cái cây này thì cây nhập ở nước ngoài về. Ngày xưa thì hiếm, bây giờ thì nó cũng đỡ rồi. Cái cây này nó chẳng những nó có kiểu dáng cái lá nó đặc biệt, nó đẹp, mà cái gân lá nó cũng nổi bật nữa nha các bạn. Khá là đẹp. Rất là đẹp luôn. Alocasia. Cái này gân lá cũng rất là đẹp nè. Mình cũng mê kiểu lá lắm. Đây, ngoài những cái cây trầu bà Nam Mỹ thường thấy thì các bạn nghe thấy là ở đây cũng có một số cái cây trầu bà Nam Mỹ nó có những cái mảng màu khác nhau. Thì ở đây cái tên gọi của nó là Monstera variegated. Thì đặc điểm của cái dòng này là nó sẽ có những cái mảng màu trắng trên cái nền lá xanh. Thì
đây là một cái dạng đột biến của cây Montera. Thì cái cây Montera Abo này á, thì cũng rất là nhiều người họ thích. Ở một chỗ là khi mà đưa vào một cái không gian thì nó cũng rất là ấn tượng. Cái thứ hai là mỗi cái lá mới ra thì mình sẽ hồi hộp, mình không biết à cái lá mới nó sẽ hình thù nó như thế nào, màu sắc nó như thế nào. Coi như là xấu xấu à, chưa dạ, biết đúng được. Rồi. Thì khi mà nó bung ra hẳn thì mình sẽ vỡ òa. Mình mong chờ. Thay vì những cái cây khác thì à cái lá mới nó ra nó cũng giống cái cây cũ. À, cái này cái phần màu trắng này thì nó sẽ nhạy cảm với ánh sáng hơn. Dạ. Thì thường thường ở trên cây đó thì cái phần màu xanh nó là cái phần chứa nhiều diệp lục. Thì cái phần mà diệp lục này nó sẽ giúp cây quang hợp. Còn cái phần màu trắng thì nếu mà như ở nó sẽ có nhiều cái layer khác nhau trên một cái lá. Đó. Nếu như mà một cái lá mà nó tất cả các layer nó đều màu trắng, có nghĩa là nó không có diệp lục thì nó không có contribute hay là nó không giúp cái cây quang hợp được. Còn nếu như mà những cái mảng mà giống như nó chỉ có một layer trắng này thì nó vẫn giúp cây quang hợp được. Thì trong một số cái điều kiện, ví dụ như cây mà nó đang yếu thì có thể nó sẽ đào thải cái phần màu trắng này đi, tại vì nó không có contribute cho cây để nó tập trung nó cho cái phần màu xanh để giúp cái cây nó phát triển tốt hơn. À, có nghĩa là khi mà chúng ta trồng cái cây nó khỏe thì cái màu trắng nó sẽ ra nhiều hơn. Dạ, không. Khi mà trồng cái cây nó khỏe đó anh, thì thường thường nó không có đào thải màu trắng, ok. Cái phần này nó không có contribute gì cho tôi hết. Nhưng mà ok, tôi vẫn giữ nó. Còn nếu như mà nó yếu thì có thể nó sẽ cháy cái phần này đi. Nó chỉ giữ cái phần màu xanh thôi. Thế vậy cây cối nó cũng có cái cách vận hành của nó ha. Cái nào tốt thì nó lúc mà nó khỏe thì ok, không sao. Cái để đó, nhưng mà nó yếu thì nó sẽ loại trừ đi, để mà nó gọi là cái đó gọi là định luật bảo tàng năng lượng á. Khi mà nó yếu quá thì nó phải tập trung vô những cái nào có lợi thôi. Ok. Thì kế đến đây là mình có một cái cây, cái tên của nó khá là mỹ miều, đó là Philodendron White Princess, hay còn gọi là công chúa trắng đó. Thì đặc điểm của nó là cái lá nó chủ đạo màu trắng và nó sẽ có cái phần mà màu xanh hòa quyện nữa. Nhưng mà một số cây thì nó sẽ lên cả cái màu hồng. Một số cây nó sẽ lên cả cái màu hồng như thế này. Thì những cái cây lên màu hồng này thì nó sẽ hiếm hơn. Và nhiều người họ sẽ thích sở hữu những cái cây mà nó lên màu hồng hơn là chỉ có màu trắng không. Đẹp quá, bên kia cây kia hồng nhiều hơn nữa. Cái cây này thì hồng nhiều nhưng mà tên nó là một cái loại khác. Cây này tên là Pink Princess, có nghĩa là công chúa hồng đó. Thì cái cây này thì nó sẽ thường thấy hơn cái cây kia. Thì có một cái đặc điểm của kiểng lá, đó là câu chuyện cách đây khoảng độ 1.5 năm tới 2 năm thì có một số gọi là thương nhân ở Việt Nam đó mới đặt tên cho những cái cây kiểng lá này. Tại vì thường thường các bạn như thấy là thương nhân họ đặt những cái tên rất là kêu để cho dễ bán hàng đó. Thì lúc đó người ta đặt cho cái cây này tên là gọi là Huyết Long Hải Phòng. Huyết Long Hải Phòng đó. Huyết Long Hải Phòng. Nhưng sau đó là trong cái những cái người chơi cây là họ thích giữ những cái cây nó thuần túy hơn, cho nên là họ mới bác bỏ cái tên nó đi để giữ lại cho nó là cái tên khoa học là Philodendron Pink Princess. Thì theo mình, quan điểm của mình là nên giữ cái tên khoa học các bạn, nó sẽ tránh cái nhầm lẫn. Còn ví dụ như tên mà tự đặt theo địa phương hoặc là hội nhóm đồ này nọ thì sau này nó sẽ tạo nên một cái gì đó nó rất là rối luôn. Đúng rồi. Tại vì chúng ta không có định nghĩa chung. Ví dụ như chúng ta phải có một cái định nghĩa chung, ví dụ cây này tên là vậy thì tất cả khi nói ra cái tên là sẽ biết cái cây này. Còn kêu Quyết Long Hải Phòng thì mình đặt tên là Quyết Long Bình Dương nó không nói lát nó không ra. Đúng không rồi. Có đúng, không có đúng địa chỉ. Ok. Thì đây cũng là một cái cây khá là đặc biệt. Cây này tên là Amidrium Medium Variegata. Thì Variegata có nghĩa là chỉ những cái cây nó có cái mảng lá màu nó khác so với những cái mảng còn lại. Thì cái đặc điểm cây này, cái cây này cũng là cây mình rất là thích, đó là cái lá nó mọc thành bụi và nó hướng về một phía như thế này. Thì khi mà decor vào một không gian mình cảm thấy nó rất là đẹp và dễ decor. Có nghĩa là nó hướng về phía, có nghĩa là cái mặt bên kia chúng ta có để sát tường được. Dạ đúng rồi, tất cả đây nó show ra cho mình thấy. Là cái lá này nó đặc biệt cái là nó nhúng nhúng nha các bạn, nó nhúng nhúng. Nó giống như cái gì ta, chảy nhúng á. Cái lá nó nhúng 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 lại á. Đẹp, hay ha.
Thời gian đầu chắc em nhớ mấy cái tên này cũng cũng là một cái vấn đề ha. Dạ. Tên nó quá dài đi. Đúng rồi. Tên nó quá dài đi và dạ, nó theo kiểu Latin chứ nó dạ, không kiểu tiếng Anh nữa. Đúng rồi. À. Cho nên là từ lúc mình qua con kiến các bạn chơi côn trùng á, dạ, bây giờ qua kiển lá nữa là mình muốn sẵn mấy cái vụ tên luôn, dạ, đọc nó từng dài quá, quá dạ, dài đi. Từ từ phải có thời dạ, gian nó mới sẽ nhớ được. À, đây cũng là một cái cây nó phát triển rất là tốt ở Việt Nam. Tên nó là Philodendron Paraiso. Paraiso nếu mà dịch sang tiếng Việt nó là thiên đường. Ừ. Thì cái cây này về cả tên cũng như là về cái lá mình thấy rất là đẹp. Và bên cạnh đó là thực sự rất là dễ chăm sóc. Ừ. Và mỗi mảng lá thì nó đều mang những cái nét rất là đặc biệt. Chỉ có mỗi một lá thì nó có cái màu sắc nó khác nhau, họa tiết khác nhau. Nghĩa là anh em hình dung, anh em đang coi clip hình dung là sẽ không có cái lá nào giống cái lá nào toàn diện cả. Ha, yeah. Lúc thì nó điểm cái này ở đây, bên này nó điểm trên này, bên này nó điểm này. Không yeah, có cái nào giá nào giống lá nào cả. Dạ, yeah, đúng rồi. Thì cây này cũng là một cây khá là tốt. Và em nghĩ cái cây này nó sẽ phát triển rất là tốt ở Việt Nam mình trong thời gian dài. Rất là nhiều, nói chung là mình theo dõi trên mạng xã hội thì cũng rất là nhiều người nổi tiếng rồi, giới văn nghệ sĩ cũng rất là thích cái bộ môn kiển lá này ha. Dạ. Sưu tầm rất là nhiều cây độc đáo, độc lạ. Dạ. Ồ, bên kia có những cái cây lá nó bự bự à. Dạ. Đẹp chưa? Đẹp nè. Dạ. Cây này cũng là một cái loại cây nhập khẩu. Tên của nó là Philodendron Gloriosum Vivens. Thì đặc điểm của nó là cũng là cái gân rất là sáng. Và khi mà với cái lớp gân sáng như vậy thì khi mà đưa vào cái không gian nó khá là nổi bật. Sáng trưng căn nhà lên luôn á. Dạ. Rất là sáng. Quá đẹp. Dạ. Dạ. Còn đây là một cái cây cũng khá là hay. Cây này tên của nó là Philodendron Caramel. Thì cái hình thái lá của nó khá là đặc biệt. Và khi mà nó phát triển trong nhà nó cũng không có chiếm cái không gian của mình. Yeah. Cái này là to hết cỡ chưa ta? Cái lá này. Cái này là to gần hết cỡ rồi đấy. Gần hết cỡ rồi. Thì đối với cái dòng lá này thì một số cái bạn họa sĩ ở Việt Nam á rất là thích, tại vì nó có một cái bộ môn gọi là vẽ lên lá. Thì thi thoảng các bạn sẽ mua những cái lá này để về để vẽ cho khách hàng. Yeah. Là mua cái lá lúc nó còn tươi như thế này. Dạ đúng rồi. Dạ. Và điều đặc biệt nãy giờ anh thấy mấy cây mà non non thì nó hay lên màu hồng ha, hồng dạ, hồng đỏ đỏ. Dạ. Trước khi nó xanh thì nó hồng hồng đỏ đỏ. Dạ đúng rồi. Một số dòng thì nó có đặc tính như vậy. Ok. Còn đây là một cái cây Anthurium Regale. Dạ. Cái cây này là xuất xứ từ Ecuador về. Đây cái này là anh thấy những cái dấu cắt đây là em cắt để em dâm á hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Rất là đa dạng luôn. Đây cũng là một cái cây rất là dễ thương này. Cái cây này thì khi mà đưa vào những cái nhà hoặc là những cái chung cư đó, có những cái mảng tường trắng thì nó rất là đẹp. Nó gọi là cái cây mini Monstera, có nghĩa là cái cây lúc bự lỗ lúc nãy á là cái cây Monstera, còn cái này là mini là nó nhỏ. À. Và cái hình thái lá này cũng khá là nghệ thuật. Em cái ví dụ như có những cái mà nó là lỗ ha, còn có cái nó rời luôn, thì nó hai cái này nó có sự khác biệt gì không ta? Dạ. Thì cái rời như này á thì nó gọi là xẻ. Xẻ. Dạ. Còn cái lỗ là đây này, như cây này là vừa xẻ vừa lỗ. À. Thì cái cây mà bình thường nó sẽ xẻ trước, xong rồi nó đến lỗ. À. Dạ. Đó là cái đặc tính của cây. Như cái lá mà nó càng càng lớn, càng cành á thì nó sẽ càng xẻ càng lỗ nhiều. Ừ. Dạ. Đây là một cái cây cũng rất là hay này các bạn. Đó. Thì cái cây này là một cái dòng lai. Một cái dòng lai giữa Anthurium Papi và cái cây Magnificum. Thì khi mà các bạn thấy này, những cái lá mới thường thường nó rất là mềm như vậy. Khi mà nó cứng thì nó sẽ sẫm màu lại. Đây là một cái rất cái là lá non cỡ vô cảm giác nó còn mỏng hơn ha, còn dạ, nó dày hơn. Đúng rồi.
Thì khi mà cái cây này ví dụ như nó đạt cái kích thước lớn nhất có khoảng là có thể là khoảng 80 cm. Wow. Dạ, một lá 80 cm. Dạ. Bự ra. Dạ, thì khá là ấn tượng ở cái dòng như cây có này. Những dòng cây mà cái lá nó mấy mét luôn đúng không? Dạ. Thấy có người đứng mà cái lá nó bự muốn gấp ba người ta luôn. Dạ đúng rồi. Thì có những cái cây ví dụ như là khoảng 1.5 m, 2 m thì đó là cũng là một cái nét đặc trưng của kiển lá. Ừ. Ấn tượng quá, nhìn vô là hút hồn á. Dạ. Còn ở đây có một cái cây em cũng rất là thích, đó là cái cây cà phê. Ồ, anh tính thì nói cái cây à, cà phê này thì nguồn gốc ở Việt Nam. Đó. Thì khi mà trong cái quá trình bà con nhân giống đó thì nó sẽ có những cái cây nó có những cái mảng lá màu khác như thế này. Ừ. Và cây này thì cũng phát triển rất là bình thường, có quả và quả chín bình thường như những cái cây khác. Đây là em sưu tầm từ quê nhà lên luôn á. Dạ đúng rồi, đây này, những cái mảng lá cũng rất là đẹp. Có cái thì nó trắng vàng, có cái nó vàng nhiều hơn, có cái nó xen kẽ vàng trắng xanh, rất là đa dạng ha. Dạ. Như thế này nè. Đúng rồi. Dạ. Lá nó già trắng xanh đậm. Cây cà phê khá là hay. Đây là một cái cây cũng khá là đặc biệt đây. Đó. Cây này gọi là ở bên nước ngoài thì gọi là Philodendron Yopii. Ở Việt Nam thì hay gọi một cái cây là gọi là kiến, tại vì cái này nó hơi giống cái con kiến vàng. Thì cây này cũng là một cái cây decor khá là đẹp, tại vì nó xòe tròn xung quanh và nó giống như là những cái con kiến nó đang quy tụ về một chỗ. Khá là đẹp. Anh em nhìn thấy giống kiến không? Này cái phần cái bụng ở dưới nè, đít ở dưới nè, đây hai cái râu lên nè. À, rất là giống ha. Yeah. Oh, này có một cái tác phẩm gì dễ thương vậy. Yeah. Cái này là những cái chanh đeo các bạn đang thử nghiệm làm. Yeah. Yeah. Thì sau này bọn em sẽ phát triển những cái chanh đeo những cái mảng lớn nữa. Còn cái này mình đang thử nghiệm thôi, chưa có hoàn chỉnh. Bây giờ chơi rêu cũng chơi thành một cái tác phẩm rất là đẹp nha các bạn. Ở đây có cái hồ cá nữa nè. Yeah. Thì đây là một cái hồ cá koi. Thì thực sự thì mình rất là mê cá, nhưng mà cái môn cá koi thì trước mình cũng nghe mọi người nói là nó tương đối khó. Tuy nhiên là ở cái hồ cá koi này nó có cái điểm đặc biệt là nó gọi là cái hồ cá koi nhà nghèo. Ở một chỗ là hầu như cái hệ thống lọc mình sử dụng những cái thứ nó rất là đơn giản, mình không có cầu kỳ. Và những cái con này thì hơn năm rồi nó phát triển rất là tốt, không có bị bệnh tật gì. Và cái khoang giữa kia kìa là hầu như là mình không sử dụng lọc luôn. Đó. Nó mà mình thấy cá nó vẫn phát triển và vẫn khỏe. Mà cái hồ này thiết kế nuôi cá thấy cũng nghệ thuật quá ta. Dạ. Yeah. Này là đó em cũng xây cái hồ này luôn hả? Em đổ làm luôn hả? Cái hồ này thì trước đến đây là nó đã có rồi. Mình tận dụng mình làm thôi. Nhưng mà nó cũng coi như cũng làm mát cho cái không gian này luôn. Dạ đúng rồi. Làm mát. Thì những cái con cá ở đây thì nó rất là khỏe và nó cũng khá là dạng người. Rất là dạng. Thì mỗi cái ngày mà mình cảm thấy căng thẳng thì mình có thể mình ngồi đây, mình cho cá ăn. Mình cảm thấy nó cũng dễ chịu, rất là dễ chịu, phải thoải mái. Cái dòng kia dòng gì mà lá cũng to ấy. Dạ, cái đó là một cái cây Anthurium. Thì các bạn sẽ thấy là trên cái cây đó nó có khá là nhiều hoa. Thì những cái hoa đó mình có thể mình tạo nên những cái con giống. Nó cũng là một cái dòng Anthurium, tên là Anthurium Hokkari. Dạ. Thì cái lá nó cũng khá là to, ấn tượng. Yeah. Mình thấy mấy bạn chơi mà lá này đụng xuống mấy bạn ép lại nữa mà. Ép lại thành bức tranh nữa. Đúng mà. Rồi. Nó cũng là một cái ứng dụng của cây. Thì em nghĩ là về sau này Việt Nam cũng sẽ có những cái ứng dụng như vậy. Cái đây cũng là một cái cây decor khá là đẹp. Cái thân nó màu vàng đẹp quá ha. Dạ. Yeah. Cây này tên là Philodendron Billiet, hay còn gọi là hồng hà cam. Thì những cái cây này thì thứ nhất là nó rất là khỏe, dễ chăm sóc. Cái thứ hai là cái tán nó xòe đều và cái thân của nó có cái màu hồng cam khá là ấn tượng. Và khi mà mình trồng có thể trồng thành những cái chậu bụi như thế này hoặc là trồng thành những cái chậu treo khá là ấn tượng. Có một cái cây này
Nãy giờ quên share với mọi người. Nhiều quá đây. cây này là cái cây thanh xuân. Thanh xuân. Dạ, nhưng mà đặc điểm của nó là nó là cái cây thanh xuân va. Đó. Thì trên cái cây bình thường nó chỉ có mảng xanh thôi, nhưng mà trên cái cây này thì nó sẽ có những cái mảng màu nó vàng. Thì nó tạo nên một cái sự khá đặc biệt của cái cây này. Đây, để mình lấy một cái lá mới để mọi người thấy nó rõ hơn về cái màu. Đó. Màu của thanh xuân những vàng. Cái thanh này nó giống như con nai sừng tấm ha. Nó giống như những cái sừng của con nai sừng tấm rất là đẹp luôn. Dạ, đúng rồi. Đây là cây thanh xuân vàng. Cây này còn non hơn á, ta lúc mà nó còn non nó dạ. Nó đang bung ra, nó mỏng vậy đúng không? Dạ, dài ba bữa nữa rồi nó cứng, nó căng ra. Dạ. Đúng. Thì thường thường để hình thành một cái lá như vậy thì nó khoảng mất khoảng bao lâu ta? Nó mất đâu đó khoảng 10 ngày tới 14 ngày. 10 ngày, 14 ngày. Nó sẽ cứng hoàn toàn. Bên này có một cái trắng nhiều hơn nữa nè. Mà nó, cái này nó cũ hết ta? Dạ, đúng rồi, lá cũ đó. Wow, đẹp chưa? Dạ. Ồ, cái lá này là ép lại treo, dạ. Làm cái bức tranh treo là cũng đẹp lắm á. Mình có thể mình đổ cái nhựa đó, resin đó. Dạ, làm cũng hay. Anh thấy nước ngoài nó đổ bê tông, nó đưa cái này xuống, nó đổ, nó ép thành cái lá, thành một cái tấm đan mà có hình cái lá luôn, cũng rất là đẹp. Dạ, cũng hay. Từ từ mình nên bắt chước ứng dụng mấy cái này vô trang trí thủ công mỹ nghệ. Cây này là một cái cây, nó tên tiếng Anh là Philodendron Ring of Fire, hay còn gọi là cái vòng lửa đó, nhẫn lửa. Thì nó hơi giống cái cây chầu bà chân vịt ở Việt Nam, nhưng mà cái lá nó dài hơn. Bên cạnh đó là lá nó sẽ có những cái mảng màu khác nhau, nhìn nó cũng hay. Yeah. Ring of Fire. Yeah. Okay. Có nghĩa là chúng ta thấy vậy thôi, nhưng mà anh em mà chơi lành nghề có sự tìm hiểu thì cây nó sẽ phân từng dòng, ở trong dòng nó sẽ có từng những nhánh nhỏ nhỏ. Đây có một cây cũng rất là hay, tên nó gọi là Anthurium Pedatoradiatum. Thì lá này giống con bạch tuộc quá. Dạ, hay còn gọi là nó giống như cái bàn tay đó. Anh em nào mà kiểu mà chưa có người yêu á, có thể là mình kiếm những cái lá nhỏ mình đan tay vào đây. Dạ. Cảm thấy giác nó cũng hay. Đỡ cô đơn. Dạ, đỡ cô đơn á. Cây đó là cây Pedatoradiatum. Quá hay luôn. Bây giờ chơi kiểng lá là nãy cỏ có chia sẻ, một là chơi cái hình thù lá, hai là mình chơi cái đường vân lá ha. Dạ, đúng rồi. Cái cây này nó giống cây này không ta? Cũng nó hả? Giống anh. Đó, thì cây, cái to. Cây này cũng là một cái cây hạt. Tuy nhiên là đối với cái cây này á, thì mình đang uốn để cho nó leo. Thì khi mà leo lên á, nó sẽ cao hơn. Và khi mà có những cái không gian mà cần chiều cao đó, thì mình sẽ ứng dụng những cái cây nó leo cao như thế này. Ồ, cái đường thân nó ngộ quá ha. Dạ, đúng rồi. Ê, hôm bữa anh có coi vậy, cái bác kia người nước ngoài mà cái hình như cái trái của nó bự ghê ta, hay người ta cắt ra cái nó, dạ. Nó xì ra nó. Dạ, đúng rồi. Có một bự. Số loại nó đặc tính nó như vậy. Quả rất là bự. Bự luôn. Dạ. Cái đó là cây hạt. Cái cây phía sau này cũng hay. Lá thì nó hơi cao. Đây, cái cây này ở Việt Nam gọi tên nó là cây đu đủ. Tại vì lá nó khá là giống lá đu đủ. Nhưng mà tên nước ngoài thì nó khá là dài. Em quên mất tên đó rồi. Đó. Thì cái dòng này là một cái dòng cây lá cũng khá là đặc biệt. Lá đặc biệt ha, lá bự bự bự. Nhìn đây giống như cây đu đủ khác. Dạ, đúng rồi. Chỉ khác cái cây đu đủ về cái thân thôi. Nó leo lên. Đấy, khá là nhiều. Thì em nghĩ là chắc cái dòng cây cuối cùng là cái dòng này. Cái dòng cây này, dòng cây này cũng là một cái dòng cây mình rất là thích. Đó là cái dòng thu hải đường, hay còn gọi là begonia. Thì đặc điểm của nó là mọc thành bụi và nó có những cái màu rất là hấp dẫn. Đặc sắc ha. Dạ, rất là đặc sắc. Và bên cạnh đó nó là một trong những cái loài mà kiểng lá nhưng mà có hoa. Và hoa của nó cũng khá là đẹp. Đây. Cái này nó chưa nở nhưng mà cái hoa của cái cây begonia này cũng khá là đẹp. Đẹp quá. Và như nó cũng có gai mà gai mềm đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhẹ nhẹ.
quá hay luôn. Còn cái này là cái gì ta? À, cái cây này là một cái cây của Việt Nam, nó gọi là cây ổ phụng. À, ổ phụng, ổ phụng. Dạ, thì cây này cũng rất là phát triển rất là tốt, và nếu mà mình treo lên nó sẽ tạo những cái bóng mát ở phía dưới. Ừ. Quá tuyệt vời. Còn cái cây dưới Nam Mỹ thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó sử dụng hầu như là 100% ánh sáng từ cái đèn quang hợp, thì nó sẽ hướng phát triển nó sẽ theo cái hướng đèn. À. Đây, cái cây nó đang phát triển theo cái hướng lên đây. Ồ, nghĩa là cái ánh sáng nó cũng quyết định cái chiều đi của cái cây ha. Dạ. Mọi người ha. Dạ. Đây nữa nè, đỏ rực rỡ này, nó gần đèn hơn nhưng mà nó tươi hơn nữa. Dạ đúng rồi. Ok các bạn, vừa rồi thì chúng ta vừa được đi coi như là vòng quanh một cái vòng của shop kiển lá của cỏ đây. Yeah. Ha, thì mọi người muốn trang trí, muốn cải thiện cho ngôi nhà của mình, cải thiện cái không gian của mình thì có thể ghé showroom kiển lá của cỏ đây, số 553 số Bích Nghệ Tỉnh, phường 26 quận Bình Thạnh. Nó nằm ngay cái mũi tàu Thanh Đa hả ta? Ngay ngã năm liệt sĩ. Ngay ngã năm liệt sĩ. Thì mọi người sẽ tới đây sẽ rất là mát mà rất là to lớn để mọi người có thể nhìn thấy luôn. Ok mọi người, hy vọng là mọi người cảm thấy vui vẻ và thích thú với lại những cái hình ảnh trong cái clip này. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye. Bye bye.